người đến với buổi giới thiệu sản phẩm mới của Makita. Trước mặt tôi đây là dòng sản phẩm đồ rửa sách sử dụng pin 18V mới nhất của Makita, model là PP200D. Đối với dòng máy này, hoạt động dựa trên cơ chế thủy lực nên đồ rửa rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Phần đầu của máy có thể xoay 360 độ để phù hợp với nhiều hướng đồ khác nhau. Ngoài ra, máy còn trang bị nút khóa an toàn. Khi ở trạng thái lock, cho dù cò đang còn bóp, nhưng mũi đồ sẽ không hoạt động. Giúp an toàn cho người sử dụng. Còn trong quá trình làm việc, máy bị hết pin hoặc kẹt mũi, mình có thể gạt khóa về vị trí lock, thì mũi sẽ trở về vị trí ban đầu, giúp chúng ta tiếp tục công việc một cách nhanh chóng. Khả năng đồ của máy đối với sách dày lên đến 8mm và đường kính của lỗ lên đến 20mm. Sau đây mời mọi người trải nghiệm thực tế. Vâng, lỗ đồ rất chi là đẹp và không có vơ vớ nha quý vị. PP200D.